Thông báo, đài phát thanh truyền hình tây ninh xin thông báo để chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của thủ tướng chính phủ trong công tác phòng ngừa dịch bệnh covid-19 đang chuyển biến phức tạp. kể từ nay các thư từ liên lạc, đơn thư khiếu tố, khiếu nại và thắc mắc của công dân xin vui lòng gửi về hộp thư truyền hình, đài phát thanh truyền hình tây ninh qua địa chỉ email biên tập ttv11a@gmail.com. Không tiếp công dân trực tiếp tại phòng tiếp dân như trước cho đến khi có thông báo mới. Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh xin cảm ơn quý công dân đang cùng chúng tôi chung tay phòng ngừa dịch cúm COVID-19.